Pipa Pipa, chị Bí Đỏ xin chào tất cả các bé nha. Wow, mặt của công chúa Anna bị gì rồi kìa, nhiều vết xước rồi, mụn nhọt nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ giúp Anna chữa trị nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng băng keo cá nhân dán lại vết thương. Trước hết thì chúng ta phải gấp miếng gai ra cho công chúa Anna. Có vẻ rất là đau luôn. Rồi chúng ta sẽ gấp ra cho Anna nha. Rồi sau khi gấp gai ra thì dán băng keo cá nhân lại. Thôi đừng khóc nữa, có lẽ công chúa Anna rất là đau phải không nào. Và kế tiếp thì chúng ta sẽ chườm đá để tan đi những cái mụn nhọt và những cái vết sưng. Dùng cái này để hút một mũ này. Rồi dùng khăn lau khô. Cuối cùng thì chúng ta đã chữa khỏi những vết cây xước cũng như là những mụn nhọt trên mặt của công chúa Anna rồi. Thật là tuyệt vời phải không nào các bé. Video của chị Bí Đỏ đã hết rồi. Chị Bí Đỏ mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bé nhé.